Hôm nay chị hướng dẫn ráp cái áo bộ đồ ton mình nha. Hôm nay mình bắt đầu ráp. Thì nó cũng tương tự như cái áo đôi dúng. Nó tương tự như cái áo đôi dúng của như bà của mình ha. Thì mình cũng chia cái đoạn cái thân áo mình ra làm hai. Rồi mình cũng đo cái mí này. Chị nói chút xíu nha. Đây, bây giờ mình chia ra làm hai. Mấy đứa cưng không cần phải kéo bung ra hết làm hai đâu. Mấy đứa cưng kéo cái phần này nè. Chia cái phần này nè ha, ra làm bốn nè. Nó có bốn cái khoảng thì cưng bên đây nè bỏ vô 1 2 thì bên đây bỏ vô 1 2 thì nó sẽ là chia 2 ha. Đây, chia 2 là cái dấu ngay đây nha. Để chị đánh dấu. Ha, thân áo mình chia 2 ra. Thì cưng có quyền cưng nếu như mà cưng lôi cái này thẳng ra nó vẫn chia 2 đủ nha. Nè, nó vẫn chia 2 được nha. Nhưng mà mình lôi vậy nó xa quá thì cưng sẽ cho nó 4 ô. Ha, tổng cộng là 4 ô lại. Thì hai bên đều nhau nó cũng là chia hai ha. Thì cưng khi cưng chia hai cái phần thân áo ra xong nó tới đâu thì cưng đo cái đô mình vô, mình cũng đánh dấu ngay tới đó, xong mình dặn mình dúng cái đường này lại cho bằng cái đô để cho hai bên nó bằng y với nhau. Là phần ngoài này là không dúng ha. Còn nếu chị em nào mà thích dúng cho nó lan vàng dài ra thêm xíu, như cái này là dúng nó gom lại khoảng giữa nha. Đây là dúng gom lại, là từ đây qua đây là dúng nè, từ đây qua đây là không dúng nè. Còn chị em nào thích dúng nhiều hơn thì chia cái đô, thích dúng gom lại nhiều thì chia cái thân áo, thích dúng gom ít thì chia cái đô. Hôm nay cái chị này bé ha, chị này nhỏ người, mình chia đô. Lần trước là mình chia trên thân áo tại vì cái cô đó là lớn ha, số đo lớn, còn này số đo nhỏ, mình chia trên cái đô để cho giảm cái độ dúng đùng lại một cục ha. Cái đô mình vẫn chia làm hai ha. Thì mình chia làm hai cũng như thường lệ luôn, thì mình cũng chia bốn bốn ô như vậy. Thì mình chỉ lấy cái phần ô giữa này là nó ra làm hai nè, đây nè ha, đây nè, ra làm hai nè. Nếu chị em mình mà có thước thì mình chị em mình chia thước. Cái thước thì nó không có bắt buộc là phải cần có, nhưng mà nó đẹp mắt, nó vui ha, nhìn cảm giác mình cảm thấy mình thích làm hơn. Còn chị em mà cần thời gian nhanh thì chị em cứ lấy thước dây mình chia, hoặc là mình cứ nhập đôi ha. Đây mình cứ sắp rồi mình nhập đôi lại rồi mình đánh dấu hai bên giống nhau. Cho nên là mỗi chị em mình có một cách làm riêng ha. Em thì có lúc thì em gấp thì em cũng làm như vậy, em đánh dấu nhanh. Còn có lúc thì em thích xài thước thì em đem thước em xài, tại vì có cái thước nó đẹp mắt, nhìn thấy nó vui hơn. Rồi xong mình sẽ đo vô thân áo của mình ha. Từ phía bên nách mình đo qua bằng, mình đánh dấu bằng đô, mình đánh dấu ha. Đánh dấu xuống bề trái luôn. Rồi bây giờ là mình chỉ có nhiệm vụ là phần ngoài này mình chừa lại nè. Đấy, đây mình chừa lại. Rồi mình dằn cái thân áo từ đoạn này, từ đoạn này mình dằn qua, mình rút lại cho nó bằng vô đây, mình ráp vô. Rồi xong, mình bắt đầu nha. Dằn hai đường chỉ thì rút đẹp nhất. Còn nếu như mấy chị mai mấy chị muốn nhanh thì lùa như em, lùa cái bèo dúng hôm qua vậy nha, hôm qua hôm kia đó. Bây giờ mình dằn ha, cái áo này mình dằn. Nhưng mà chị em mình bắt đầu dúng từ đây thì chị em mình dằn xích ra ngoài một chút nha. Dằn xích ra cỡ 1 phân rưỡi đi. Xong chị em mình dằn ngang một đường. Mình dằn cũng lố bên đây qua 1 phân rưỡi ha. Rồi mình cắt ra. Nói chung cái độ dúng của thân áo mình thì nó có cái độ dúng lúc mình cắt rồi, nhưng mà mình muốn dúng cho nó cái độ dúng nó thưa hay là nó gom lại một cục đó thì do ý của mình ha. Tại vì tổng cái độ dúng này là 4 phân. Rồi tổng cái độ dúng cái áo đô dúng của các bà mình đó thì cũng là 4 phân. Nhưng mà cái vai của chị này nhỏ hơn cái vai của người lớn, thì mình nếu như mà mình dúng ở đoạn đó chia y như vậy thì nó sẽ dồn lại một một cục, nó ngắn hơn, nó không đẹp mắt nha. Đây bắt đầu mình dúng. Đây ví dụ nha, mình nói cái đô của mình, cái đô của mình như thế này. Cái vai của chị mình rất là nhỏ thì cái khoảng cách từ đây qua đây nó gần, nó ít. Cho nên nếu mà chị em chia theo cái thân áo thì nó sẽ dúng, nó có dúng có một khoảng ở giữa ha, nhìn nó không có đẹp mắt bằng mình dúng xa ra nó đẹp hơn. Còn áo của các cô lớn tuổi thì là cái vai của các cô lớn như thế này, mà đường dúng nó có chút xíu, nếu mà mình ban ra nữa thì nó sẽ rất là ít luôn. Cho nên là mình mới chia cái thân áo.
Cho nên chị em mình nhìn hai cái cách giống và chị em mình cứ tự ứng dụng lên cho mình ha, cái cách nào phù hợp với mình thì mình sẽ chọn, mình ứng dụng cái cách đó, mình đồ đường phấn lại cho chắc ăn. Rồi bây giờ mình rút chỉ dưới nha, nhớ mấy đêm rút là rút chỉ dưới của mình. Rồi mấy đêm khỏi có đo từ đầu tới đuôi đâu, mấy em cứ đo cái đường phấn qua đường phấn bằng là được ha. Đây, từ đường phấn qua đường phấn bằng rồi đây ha. Cái này còn dư 3 ly, chị rút nhẹ tan cái là đủ rồi nha. Chứ mình khỏi đo từ ngoài, mình đo từ đường phấn qua đường phấn thôi. Mình rút nhẹ tay xíu nó là đủ rồi đó. Rồi bắt đầu mình chan cho nó đều ra, nhúng cho nó đều ra từ cái mí đường phấn bên này qua tới đường phấn bên kia ha. Mình thích nhúng đi, nhúng gom lại thì mình gom lại xíu, còn mình thích cho nó đều ra thì cứ cho nó đều ra, cái này không có bắt buộc à. Cái mẫu đồ ton này chị em mình ứng dụng ra cho áo bầu được luôn nha. Áo bầu thì mình cắt thân sau cũng y như vậy luôn, thân sau y như cái thân sau áo này, nhưng thân trước mình cắt nhiều thêm tùy theo cái bụng của mấy chị em mình ở tháng thứ mấy ha. Cái bụng càng lớn thì mình thêm thân trước càng nhiều à, thân sau vẫn giữ nguyên nha. Nếu chị em thêm thân trước thân sau đều nhau, mặc lên nhìn thấy nó lùm xùm mà nhìn thấy nó mệt mỏi lắm, mình cho thân sau rộng ít, thân trước rộng nhiều. Tại vì khi mà mấy bà bầu lớn là lớn cái bụng không à, ở đằng sau lớn ít lắm, nó nở ra xíu thôi. Đây ha, bây giờ mình so lại ha, bằng rồi giờ mình ráp nha. Đừng ráp bằng nhau, đừng phấn bằng nhau, giờ mình ráp ha, mặt với mặt úp lại ráp vô. Mình để cái đô ở trên ha. Mình may đường may một phân. Chị em mình quen bề nào thì cứ quay bề đó may cũng được, cái này mình cũng không khó. May làm sao mà cái đô nó thẳng ở trước nó dúng đều là được, ở dưới nó dúng đều là được ha. Mình cứ so mí nó bằng, mí giác sổ nó bằng nhau rồi mình cứ may ngang thôi. Rồi mình ráp đường ngang xong rồi lại mối nha. Đây mình đã ráp đường ngang xong rồi đây. Chị em thấy dúng rất là đều luôn ha. Từ khoảng này qua đây là không dúng, còn khoảng giữa mình dúng đều, nó không gom lại một cục nha. Rồi với lại là chị em mình dúng hồi lúc đầu đo đều cắt chính xác là may lên rất chính xác, nó không có đùng bên nách này, nó không hắt không gì hết ha. Mình hướng dẫn là hoàn toàn, mình không có giấu gì cả. Rồi xong tiếp tục nữa là mình viền cái lai nha. Bây giờ cái đường đô mình đã làm xong rồi, bây giờ bắt đầu tới mình viền cái lai. Cái lai này chị em có thể viền ở công đoạn sau cùng vẫn được nha, còn ở đây mình cho viền trước, trước sau gì cũng được à. Chị em mình viền sau tiện lợi thì viền. Cái bèo mình đã dúng sẵn ha, cái bèo hôm đó mình đã dúng sẵn rồi đây, bây giờ mình chỉ có nhiệm vụ mình viền vô thôi. Đây mình để cái thân áo bề mặt quay lên, hai bề mặt mình úp lại với nhau ha, úp lại với nhau mình cho ngay cái mía bìa giác sổ này cho nó ngay với nhau. Rồi mình chỉ may đường may, hôm đó mình chừa một phân nè, nhưng mà giác sổ gọt lại rồi thì mình may hụt một phân một tí là được nha. Nếu chị em nào may rằm thì cứ may cái bèo sau cùng cũng được, nhưng mà em thì em khuyên là cái áo giặt bầu như thế này chị em nên may cái đường bèo trước. Bèo trước mình sẽ canh nó cái độ bầu nó êm hơn. Còn chị em may sao đôi khi một bên này nè, chị em may nó hơi rút cái này lại, nó hơi rút thân áo lại, tức là mình hơi căng cái miếng này á thì nó sẽ rút này lại. Nhiều khi bên này nó rút bên kia nó không rút, là cái bên cái áo mình nó bị xề qua bên. Cho nên chị em mình may cái đường giặt bầu này kỹ nha. Cái đường giặt bầu này em may luôn, nhưng mà thôi để em hướng dẫn mấy chị cho kỹ, cho mấy chị dễ hình dung nha. Em may thì tới đâu là ok tới đó, nhưng mà em hướng dẫn cái cách này để cho chị em mình dễ may nè. Cái cách này thì mấy bạn mới vô nghề nên làm nha, còn mấy chị quen rồi may rằm thì khỏi nha. Là đầu tiên chị em mình dằn một đường,
dặn một đường 5 ly đi ha, cho nó đừng có giãn lai. Em mai em nương tay được, em sợ mấy em lương mới vô nương không được á, rồi nó giãn cái nó dẫn cái lai xấu ha. Mấy em dặn một đường ngang trước đi, định bỏ công đoạn này mà sợ mấy em làm không có được khéo. Rồi mấy em nhớ nè, cái đường này là cái đường này giặt bầu nha, giặt bầu bữa đó mình lên cái độ nó có độ bầu nhiều ha, thì nó sẽ có cái độ giải xéo nhẹ, cho nên mấy đứa em mà nếu như mà không có ý nó sẽ giãn giải của mình nè ha, nè nó giãn nè, cho nên mấy đứa em dặn đường này cho nó rút lại. Nó rút không có nghĩa là nó nhăn nha, nó giữ canh sợi mình cho đúng. Nương tay nha, chị cũng vẫn dặn theo canh chỉ nè, cái này chị nói lại chị nhắc lại ha, mũi kim mình đang ở đây. Đây mũi kim mình đang ở đây. Thì cái canh sợi của mình nó đang đây nè, nó đang đi qua đây nè. Đây nè, nó đi qua đây nè. Đó, là ở đây nè, chứ không phải là mũi kim ở đây, không phải là mình kìm ở đây nha, kìm ở đây mai là sai bét nha. Tụi cưng dằn mà dằn ở đây là sai bét nha. Đây tụi cưng để ý chị dằn nè. Tuy chị đang dằn 5 ly, chị đang dằn đường phấn 5 ly, nhưng mà cái tay chị để song song với cái mũi kim, nó có cái đường canh sợi thẳng nè, canh sợi thẳng từ mũi kim mình đi lên nè. Là ở đây là canh sợi giải xuôi của mình nè. Còn nó đi thẳng qua đây là canh sợi giấy ngang nè, tức là nó gấp vuông nè. Đây nè, gấp vuông nè. Đó là cưng canh, là cưng canh khu vực từ đây tới đây thôi, chứ đừng canh dưới đây nha. Đây nè, chị căn cho mấy em xem nè. Cái ngón tay chị để phía trước nè, là để chị để cho giải, đừng có bị cong nha. Nhưng mà chị vẫn để ngay canh sợi ngang của mình, chứ chị không có để ngoài đường dắt sổ nha, mấy đứa cưng để ý nha. Đó, tuy là chị dằn cho nó thẳng, nhưng mà chị vẫn dằn theo canh sợi của mình nha. Rồi cứ tới đường ngang thì cưng dằn bình thường. Đường canh chỉ ngang ha, bắt đầu lên canh chỉ nghiêng nữa thì cưng cũng phải dặn vậy nè. Lúc nào chị cũng cái tay chị cũng có cái ý dăng ngang cây kim, cưng để ý đi. Mình dặn đừng cho nó giãn nha, chủ yếu là đường này mình giữ lại êm đó. Rồi một đường dặn ngang xong, nói chung là mấy đứa cưng mai nên dặn cái này nha. Chỉ có chị quen thì chị bỏ công đoạn này, nhưng mà hôm nay chị làm luôn đó để cho mấy đứa cưng nhìn kỹ. Rồi mình mai cái đường miếng bèo của mình vô, là lúc này là không có sợ nó bị giãn nè. Mặt với mặt úp lại ha. Cái này chị em mà trong nghề thì nhìn thấy dễ giải lắm, còn dễ dàng lắm. Còn mấy bạn mà mới vô thì mấy bạn cần chú ý ha. Mặt với mặt úp lại. Rồi mấy đứa cưng là khi cái miếng này mấy đứa cưng đã dằn một đường dúng rồi nè, chị đã dằn một đường dúng thì cái đường chỉ nó êm rồi ha, nó không giãn được nữa. Phía dưới mấy đứa cưng kiểm tra lại, nếu chỗ nào nó dúng thì cưng căng ra, còn chỗ nào nó dúng nhiều nhằm cái chất liệu giải ton thì nó không bị dúng nha, còn chất liệu giải nhằm chất liệu giải nó bị rút thì cưng sẽ bấm một canh chỉ, cưng bung nó ra xa xa, cái chỗ nào rút bấm canh chỉ cưng bung nó ra ha. Rồi mai nương tay nha, mình đặt hai mí bằng nhau mình mai nương tay, không căng bên nào quá mà không dùng bên nào quá, để cho nó tương xứng với nhau. Rồi cưng mai ngang qua, non một phân nha, chị canh có một chân vịt đó, cứng một chân vịt đó. Đường này mai to quá không đẹp nha, nó cộm, nhỏ quá cũng không đẹp. Đồ chợ thường là họ mai bằng đường dắt sổ, họ dắt chung rồi họ buông luôn ha, còn mình thì mình mai đường mai đàng hoàng. Nhớ nha, cái độ bầu là mình mai bình thường ha, tới cái độ ngang nè, tới cái khoảng giữa áo nè. Giữa áo là canh sợi ngang thì cưng phải căng thân áo ra nha. Đó, tới canh sợi ngang cưng phải căng thân áo ra. Một cái đoạn giữa là mình căng thân áo ra, còn mấy cái đoạn kia để bình thường. Tuy là đồ ngủ nhưng mà mấy đứa cưng mai lên bộ đồ nó mướt thì mặc lên người mình nó tươi tắn lắm. Còn bộ đồ ngủ mà nó thùng thình mà nhìn nó mệt mỏi lắm, nhìn người mình nó bề xề lắm. Cho nên là mình mai rộng nhưng mà cái form nó phải đẹp, nó có dáng nha. Rồi bắt đầu tiếp theo nữa là mình mai bình thường rồi, mình không cần phải căng thân áo nữa. Phía dưới này mình mai bình thường ha.
Mình còn dư một đoạn này là mình viền cái lai quần đó nha. Hôm hỏi mình mới may có một lai quần à, mới một ống quần, còn một ống quần mình chưa có rảnh nữa. Nhắc nào mình rảnh thì mình ráp cái ống quần đó sao à. Rồi khi mình may xong rồi ha, mình cắt ra luôn. Rồi mấy đứa cưng nhớ ha, khi mà mình may cái thân sau này, cái này là thân sau nha, chị đang ráp thân sau. Thân sau thân trước nó cũng giống nhau thôi, thì thân sau là mấy đứa cưng lựa cái đô sau ráp với thân sau. Chị lỡ là chị nói xíu luôn, hơi dài chuyện chút xíu. Đây cái thân trước chị đã ráp rồi nè ha, cái thân trước chị đã ráp xong, cái lai chị may xong luôn. Đây thân trước chị đã ráp xong rồi, dúng rồi luôn nè ha. Rồi chị xếp qua bên đó. Rồi giờ tới chị hướng dẫn thân sau, thì hai cái thân làm y như nhau cho nên mình khỏi hướng dẫn hai cái nha. Cái đô sau thì mấy đứa cưng lúc cắt thì mấy cưng đánh dấu đô sau, đánh dấu đô sau, thân sau đánh dấu thân sau thì ráp vô chung cho đúng nha. Để tôi lấy cái sau ra ráp cho cái trước thì nguy à. Rồi bây giờ mình dằn cái đường mai này nha. Cái đường ráp này nè, tất cả đường ráp này bỏ lên thân áo. Đây nè, tất cả đường mai mình bỏ ngược lên thân áo hết. Mình dằn trên thân áo một đường giống như cái lai quần hôm trước của mình đó. Cái bữa lai quần mấy đứa cưng dằn 3 ly thì dằn 3 ly luôn, còn dằn 5 ly thì 5 ly hết, hay hoặc là dằn mí ha. Mình dằn tất cả cho nó giống nhau ha, đừng cho nó khác nhau. Rồi mình dằn ngang lai một đường để bảo đảm cái bèo áo mình nó không có lật bật nha. Dặn mí nhỏ cũng được, nhưng mà dặn 5 ly cũng được ha. Rồi mình lại mối nhẹ thôi. Xong đây cái lai áo mình đã may xong. Có người thì bộ đồ ngủ chỉ là để mặc thùng thình để mà nằm cho nó thoải mái ha. Còn có chị em thì mặc đồ ngủ người ta có ý thức lắm, người ta kỹ lắm. Mặc bộ đồ ngủ sao mà nó vừa thoải mái mà nó vừa đẹp nữa. Tại vì cái bộ đồ ngủ là người nhà mình luôn luôn là thường là người nhà mình nhìn thấy ha. Cho nên mình mặc bộ đồ ngủ mà đẹp thì cái người đối diện mình nhìn thấy thoải mái. Còn nếu mình mặc cái bộ đồ lụm thụm thì người ta thấy người ta mệt mỏi lắm. Rồi xong cái lai tay chị, xin lỗi, cái lai áo chị đã may xong ha. Thân sau chị đã ráp xong, chị đã may xong. Bây giờ tiếp tục chị hướng dẫn ráp cái tay luôn nha. Cho xong luôn rồi, sau khi làm cái tay xong nếu còn thời gian thì chị sẽ hướng dẫn ủi keo bâu ha, rồi bắt đầu may bâu. Nhưng mà có lẽ là để chị làm cái là tay áo xong rồi còn thời gian bao nhiêu ha, tại mình cứ làm từ từ cho chính xác cho dễ hiểu nhất thôi, chứ không cần chạy theo thời gian. Bây giờ cái tay của mình đây, cái tay của mình đây, đây một cái tay chị cũng đã may xong nha. Đây một cái tay áo chị đã may xong, chị viền xong luôn rồi ha. Để chị xỏ vô mấy em xem. Đây cái lai tay mình, cái áo tay mình hơi loe nhẹ này ha, hơi loe với mình ra nhẹ đó. Rồi mình viền, mình ren nha. Mấy đứa cưng thích viền cái bèo thì viền cái bèo giống y như hồi nãy, viền cái bèo giống y như là cái lai áo của mình đó, nó vẫn đẹp nha. Còn ở đây là mình viền cái ren để mình viền cái bâu ren cho cái bộ đồ mình nó sáng lên thêm xíu. Rồi cái tay bên đây mình đã mà xong, bây giờ mình hướng dẫn ngay cái tay bên kia. Với lại tiện đây sẵn đây mình nói một chút xíu cái này luôn, chị em chờ chút xíu nha. Đây chị em mình có thể may cho mấy bạn trẻ, chị em mình may thêm cái công đoạn này dễ thương lắm nè. Chị em mình trước khi ráp vô cái đô á, chị em mình đặt cái phần bèo mình lên y như cái thân áo mình luôn, xong chị em mình ráp vô. Cái lúc ráp vô là cái bèo nó nằm ở trong cái đường may mình luôn nè, nó lộ cái bèo lên. Đây nè ha, nếu như mà mình may cái đô mình có bèo nó sẽ như vậy nè. Nó sẽ như cái đoạn này vậy nè. Nhìn cũng dễ thương ha, dễ thương lắm luôn. Rồi cái cổ của mình ha, sau khi mình may cái bèo đó rồi mình may thêm cái bèo cổ của mình, thì mình may cổ tròn thì mình đặt cái bèo theo như vậy nè. Mình đặt cái bèo theo cổ tròn của mình xong
thì mình viền cái áo bình thường nó sẽ thành một cái áo có cái cổ khác nữa ha. Cho nên là mình học một kiểu mà mình sáng tạo ra được rất nhiều kiểu à. Rồi bây giờ mình may lai tai. Lai tai thì ren của mình đây ha. Cái ren mà chị em mà thấy nó như vậy, chị em không không có hình dung được cái cách sử dụng, thì chị em mình sẽ thấy miếng ren này nó không đẹp, chị em mình không bao giờ mua. Cái kiểu thấy nó đâu có đẹp gì đâu, nó thưa thưa, nó không có đẹp ha, nhưng mà mình kết hợp là nó rất là dễ thương luôn. Mình sẽ kiểm tra trước cái đường mình viền nha. Nếu như mà cái chỗ nó có lỗi thì mình bỏ cái đoạn lỗi đó đi. Cái này nó bị lỗi rồi nè, nhưng mà nó lỗi ít. Nó lỗi ít thì mình tận dụng luôn. Nó lỗi có chút xíu à. Rồi bây giờ mình sẽ tận dụng cái ren mình luôn. Nó có bề mặt bề trái nha. Bây giờ mình đang quay bề trái trở lên đây. Hai bề mặt mình úp với nhau. Đây miếng ren này đặt lên lai tai, hai bề mặt mình úp với nhau ha. Mình tìm cái miếng nẹp lai để thôi lát quên. Đây hai miếng bề mặt mình úp với nhau xong. Chị em mình may có ý nè ha, viền ren á thì mình có ý nè là mình bỏ vô phụp vô một chút xíu. Phụp vô đường may của mình để chừng nữa mình may nó vừa tới miếng ren thôi, để thôi mình viền múc đầu chừng nữa may nó cộm nha. Tùy theo loại ren ha, có những loại ren mình phải may múc đầu, còn cái loại ren này tại vì nó không có bị tưa á, thành ra là mình lấy vô một đoạn thôi. Rồi chị em mình sẽ canh bằng mí, chị em mình may lên. May 5 ly. Canh mí ren bằng mí dắt sổ à. Mai giữa mí ren. Chia đều hai bên. Rồi cái lai tai mình cũng đã dặn một đường rồi nha, để mình làm cho nhanh để cho chị em mình đỡ tốn thời gian nó xem á. Đây mình đã dặn một đường rồi, giống như cái lai áo của mình vậy cho đừng có giãn đó. Rồi mình kê bằng mí hoài luôn mình may. Mình may ngay giữa nha. Ngay giữa của miếng ren. Cái này mai hơi kỹ tay tí xíu nha, tại vì cái miếng ren nó mảnh đó, cái vòng tròn này nè, cái nửa cái vòng tròn này nó mảnh quá đó, thành ra chị em mình phải kỹ nha, làm không quen thì lược tay trước à. Mình cứ lần lượt may cho đến hết cái lai áo của mình, lai tay của mình ha. Rồi xong còn dư mình cắt bỏ luôn. Mình sẽ cắt cái đoạn này bỏ luôn ha, để nó còn. Rồi mình may tuốt ra ngoài luôn. Cái này mình viền ren gì cũng được nha, còn mình viền cái lai bèo lai tai thì nó vẫn đẹp nha. Rồi xong mình viền là mình cảm giác nó vừa ý mình ha, nếu mình thích nó còn nhỏ hơn thì mình cứ may vô nó nhỏ hơn, mình thích nó lớn thì mình viền lớn. Cái này một lát mình còn may đường thứ hai, lấn vô thêm 3 ly 2 ly nữa nha. Rồi mình xong cái đường thứ nhất rồi, bây giờ bắt đầu mình chỉnh sửa cho mấy cái miếng cái độ cong đô đê của mình cho nó ngay ha. Nhiều cái mình may nó còn bị lệch bị nghiêng thì mình chỉnh nó lại, mình đẩy nó lại cho nó theo ý mình ha. Rồi tiếp tục là mình lấy cái miếng nẹp hôm trước mình cắt nè. Cái miếng nẹp thì mặt với mặt úp lại, hai bề mặt mình úp lại, mình may ngang một đường ha. Nhưng mà cái bề này thì mình sẽ không thấy đường may nè, mình sẽ quay cái bề tay áo lên để mình thấy đường mình may ha. Rồi mình may lấn sâu hơn,
Bình thường chị em muốn muốn may bằng cũng được nha, nhưng mà mình thì mình lấn sâu hơn một chút để cho cái đường viền mình nó nhỏ lại một xíu. Rồi mình cũng may ngang mặt với mặt úp lại, may ngang một đường. Mình may một lượt ba lớp này luôn thì cũng được chứ không phải không, nhưng mà nó sẽ không đều tay, nó sẽ không đẹp. Cái đường này thì may bình thường, không không có căng quá mà không có để dùng quá ha, để may tự nhiên thôi. Rồi may tới cuối đường mình lại nói. Rồi xong rồi ha, bây giờ mình sẽ cắt bỏ. Để chị lấy kéo, chị quên đi kéo rồi. Đây ha, thì trên tay cái tay áo của mình thì mình chừa lại ạ. Cái tay áo mình có đường dắt sổ nè ha. Cái tay áo mình chừa lại. Bây giờ mình há cái tay áo mình lên. Mình há bên tay lên. Theo thông thường là mình không cần làm công đoạn này. Chị em nào kiểu như lu bu ha, ngán thì bỏ nha. Còn em thì em làm. Là tại vì em cho cái tay áo nó mềm mại nhất, em không cho nó cộm nha. Mình sẽ cắt đi một lớp giải nẹp với lại một phần cái miếng ren của mình chừa lại một xíu thôi. Tại vì cái bản ren của mình này là người ta dệt chỉ nó rất là cộm. Cắt bỏ nha. Cắt bỏ cho cái tay mình nó thật là mềm luôn. Mà nó không ruột, không hư ha, nó bền. Cái bèo áo cũng vậy đó mấy chị, mà muốn may cho nó nhẹ áo mình ha, mình may xong cái mình coi cái phía nào mà chừng nữa mình dằn nó nằm lọt vô trong á, mình cắt bỏ cái bên đó, cái xong một hồi mình ốp lên mình dằn là nó sẽ mất đi cái độ cọ mình rất là nhiều, cái áo nó mềm lắm. Rồi xong ha, sau khi mình cắt xong rồi mình sẽ, đây nè, hiện mình cắt cái miếng trên này ha, cái miếng nẹp nè, xong cái mình sẽ dằn trên miếng nẹp một đường mí ha, giống như thường ngày mình dằn đó. Mình dằn trên miếng nẹp một đường mí. Rồi mình dằn xong rồi ha. Đường may mình bỏ qua nẹp rồi mình dằn qua nẹp à. Đây đường may mình đang bỏ xuống nẹp nè. Đó, rồi xong mình bẻ cái nẹp vô trong. Đây mình bẻ nẹp vô trong thì cái tay áo mình nó sẽ thành phẩm như thế này. Đây ha. Rồi xong chị em mình sẽ may một cái đường lai tai ngang như cái lai tai, như cái lai áo bình thường của mình. Tại vì mình may như vậy là nhìn bề trái khi mà khách mình mặc vô á, mà cái lai tay mình hở hở nè, là nhìn không có thấy cái bề trái, nó rất là đẹp nha. Còn mình viền đại nó xấu hơn, nó không có mướt bằng. Bây giờ cái lai tay thì chị em mình sẽ lược lên. Lược lai tay y như lai tay bên đây nè. Nè chị em mình lược lên rồi may một đường ba lớn nè. May một đường bằng cái miếng nẹp của mình đó. Bên đây là em may luôn, em khỏi lược luôn nha. Chị em mình không quen thì nhớ là lược lấy dấu phấn cho ngay hả Mai nha. Mình quen thì mình may luôn à. Bởi vì cái này may đại nó khó nha, may đại mà lỡ đường chỉ nó bị lệch lệch và nó nhìn nó cái áo mà nó không mướt á. Cái đường ngang đường lai tay này dích dắt càng đẹp thêm. Rồi cái lai tai mình may xong rồi ha, thì mình sẽ ráp ống tay luôn. Cứ may
may bình thường thôi, không có gì mà khó ha. Chị em mình lược ngay rồi là may nó ngay chính xác. Rồi khi đó là mình may cái ống tay lên luôn. Đây mình sẽ may cái ống tay lại cho nó giống cái tay bên kia. Đây. Khi mình may xong là hai bên cái tay mình mới giống y nhau. Bây giờ mình may đường sườn ống tay lại nha. Mặt với mặt úp lại. Cái tay dúng bèo thì mình cũng may y như vậy ha. Đó, bây giờ là cái phần này là nó không có dính ren vô nè, mình rất là dễ may nè. Cái chỗ dính giữa nè ha, nó không có ren. May vô một phân ha, bữa đó mình chừa một phân. Nói chung cái ống tay này mình may cho nó thoải mái thì mặt nó dễ chịu, tại đi đồ mình mặc ở nhà không cần ôm nha. Nó có dáng đẹp là được, đừng có ôm siết vô người khó chịu. À, hết chỉ dưới rồi. Nhớ là mai tới đâu thì cắt chỉ hết tới đó ha. Mình tập thói quen ngay từ đầu là mai mốt mình y vậy luôn à. Nó còn một mối chỉ mình cũng chịu không nổi, nó còn từ đầu mà mình mai mình bỏ lung tung là sau này mình quen luôn à. Mình thay chỉ nha. Chỉ dưới nó hơi khác màu xíu nhưng mà mình may đại nha. Có chỉ xíu thôi, 9-10 thôi. Rồi mình nối chỉ thì mình cũng nối qua chắc qua khoảng 4 phân nha. Chứ đừng có cắt neo, mấy đứa cưng cắt neo là nó dễ bị ruột lắm ha. Rồi chị chắc chỉ xong. Rồi xong mình chẻ cái đường may này ra làm hai. Đây là cái đường may lai tai nè ha. Chẻ ra làm hai mình dằn xuống luôn cho nó nằm im luôn ha. Mình để bảo đảm cho nó nằm sát, cho nó nằm im, mặt cho nó khỏe, nó nhìn nó không có bị dướng dướng lụm thụm. Rồi cái tay mình đã xong rồi. Bao nhiêu phút hả Phúc? 33 phút. À 30 mấy phút. Vậy thì thôi là chắc là em kết thúc video này nha mấy chị. Kiểu như là em định làm cho xong cái tay này chừng nữa thì em sẽ hướng dẫn dằn sao ạ. Mình dằn để mình dúng cái tay mình vô tay á, mình vô tay áo mình dúng cái da chút xíu, nhìn cho nó cái người nó gọn ghẽ, nó nhanh, nó nhẹ nhàng mà nó nhanh nhẹn ha, mặt nhìn nó dễ thương hơn là cái tay bình thường của mình. Chừng nữa em sẽ hướng dẫn dằn rồi rút cái này sao, mà chứ giờ nếu làm thì nó dư thời gian với lắm, nó dài lắm. Yeah. Rồi vậy ha, mình kết thúc video ha.